giới thiệu với mọi người, đây là cây vối nhá. Còn đây là mình đang đi hái nụ vối này. Đấy. Cái lá vối cũng uống được và nụ vối cũng uống được nhá, rất là ngon luôn ạ. Đấy. 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 Có cây vối tha hồ uống này. Ai mua thì liên hệ với mình nhá. 0912954989 này. Đấy. Cái này thì phơi khoảng 3 nắng là uống được này. Cái hàng phơi thì ngon hơn là hàng sấy nhá mọi người nhá. Đấy.